Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Những bình luận công kích ông Heu Sen đã leo thang thành sự cố trong quan hệ ngoại giao hai nước. Ngày 24 tháng 5, VOA tiếng Việt Loan Tình, Việt Nam nói công kích ông Heu Sen là chia rẽ quan hệ hai nước. Theo đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 23 tháng 5 lên tiếng rằng những lời lẽ công kích nhà lãnh đạo Campuchia Heu Sen trên mạng xã hội về dự án kinh đạo Phonan Techno không đại diện cho quan điểm của chính phủ và nhân dân Việt Nam và chia rẽ quan hệ hai nước. VOA dẫn Khmer Tham cho hay trước đó ngày 20 tháng 5, ông Hieu Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho biết gần đây đã có nhiều lời lẽ mang tính xúc phạm đối với ông xung quanh dự án kênh đào Phonantecno trên TikTok mà ông cho là xuất phát từ những người Việt Nam. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 23 tháng 5 được truyền thông nhà nước loan tải gọi những bình luận này là mang tính kích động chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia, công kích cá nhân lãnh đạo hai nước. Chúng tôi không đồng tình với các ý kiến, bình luận này, bà Hằng được dẫn lời nói và nhấn mạnh rằng những bình luận này chỉ là ý kiến cá nhân, chứ không đại diện cho quan điểm của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bà kêu gọi nhà chức trách hai nước có các biện pháp thiết thực, hiệu quả để giúp nhân dân và thế hệ tương lai của hai nước hiểu rõ và đầy đủ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Nhân dịp này, bà Hằng cũng lập lại đề nghị của Hà Nội rằng Phnom bên cần tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin về dự án kênh đào Phù Nam Techno cũng như nghiên cứu về tác động xuyên biên giới của dự án. Bên cạnh đó, VOA dẫn trang Facebook của ông Sen ngày 20 tháng 5 viết rằng Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy những bình luận trên một thông điệp mà tôi đăng tải trên TikTok. Tôi không biết chính xác người Việt Nam xúc phạm tôi bằng cách bình luận trên tài khoản TikTok của tôi khi nào. Bởi vì tôi chỉ đang có 4 video nhưng hàng chục người Việt Nam đã xúc phạm đến tôi. VOA cho biết Khmer Tham cũng dẫn lời ông Hussein nhắc lại hồi năm 2016 đến năm 2017 khi ông đưa ra những phát biểu về tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc thì có hơn 2.000 người Việt đã lên Facebook để xúc phạm đến ông. Và đây là hình cụ Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Hussein. Bây giờ họ lại lên TikTok chửi rủa tôi sau khi tôi trình bày về kênh đào Phunan Techno. Ông nói thêm, nhưng cũng nói rõ rằng ông không chắc những lời lẽ xúc phạm này xuất phát từ công dân Việt Nam hay từ nơi khác. Liệu họ có phải là người Việt sống ở Việt Nam hay người Việt Nam ở hải ngoại chống đối chính quyền Việt Nam hay là kiều dân Việt sống ở Campuchia? Hay họ có phải là người Khmer Campuchia Rome có tài khoản TikTok hay không? Họ có thể viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer, ông Hussein viết trên Facebook. VOA giải thích, Campuchia Krom là cách gọi của Campuchia đối với vùng Nam Bộ của Việt Nam, nơi có nhiều người Việt gốc Khmer sinh sống. Cụ Thủ tướng Campuchia cũng nhấn mạnh rằng, ông không cáo buộc giới lãnh đạo Việt Nam kích động người Việt công kích ông, mà yêu cầu hai bên hợp tác để điều tra truy ra thủ phạm nhằm ngăn chặn những kẻ xấu phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước. Theo VOA, những bình luận này đã leo thang thành sự cố trong quan hệ ngoại giao hai nước. Khmer Tham cho biết, theo lệnh của ông Sen. Ngoại trưởng Campuchia Sok Chenda Sophie đã tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng ở Bộ Ngoại giao ngày 20 tháng 5 để nói rằng chính phủ Campuchia đã sốc trước những lời lẽ tiêu cực xúc phạm lãnh đạo Campuchia như vậy. Ông Sophie cho rằng những lời lẽ như vậy đã gây ra những thủ hàng không cần thiết giữa nhân dân hai nước. VOA cũng dẫn Khmer Tham cho biết Đại sứ Tăng trong cuộc gặp này đã nói với Ngoại trưởng Campuchia rằng lên mạng bình luận thù địch như vậy là hành động không tốt và Việt Nam sẽ phối hợp với Campuchia để truy tìm những kẻ đứng sau. Bộ Nội vụ Campuchia đã chuyển vụ việc đến một phận điều tra của họ. Ông Thach Sokhang, Hàng, phát ngôn nhân cơ quan này, được Khmer Tham dẫn lời cho biết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Những bình luận công kích ông Hiu Sen đã leo thang thành sự cố trong quan hệ ngoại giao hai nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ngồi tiếp ghế tổng nhiệm kỳ từ. vì sao tổng trọng ăn ốc nhưng tô chủ tịch là kẻ đổ vỏ. Tổng trọng, một người bị đánh giá là có tham vọng quyền lực rất lớn, bởi ông Trọng đã ngồi y trên chiếc ghế người là đứng đầu đảng đã ba nhiệm kỳ xong ông trọng lại coi các lãnh đạo trong đảng những người có tham vọng thăng tiến quyền lực là những kẻ suy thói và tham vọng quyền lực là đối tượng kiên quyết không đưa vào nhân sự ban chấp hành trung ương và đây là hình tân chủ tịch nước tô lâm trong tình thế tình ngay lý giang những bất thường trong việc bầu bổ nhiệm chức chủ tịch nước cũng như miễn nhiệm chức bộ trưởng công an đối với tô lâm mới đây đã khiến cho một số nhà phân tích tin rằng một kế hoạch được cho là do tổng bí thư trọng chỉ đạo bộ quốc phòng và Tổng cục Tình báo Quân đội tạo dựng hồ sơ giả về một kế hoạch đảo chính không tiếng súng của Bộ trưởng Tô Lâm với mục đích thu hồi quyền lực của Bộ trưởng Bộ Công an để nhốt vào trong lòng. Các cuộc điều tra của Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Tô Lâm đã khiến các nhân vật cấp cao, những ứng viên tiềm năng cho ghế Tổng bí thư tại Đại hội 14 là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai bị mất chức. Không chỉ dư luận Việt Nam mà cả giới quan sát quốc tế như giáo sư Abuja chuyên gia nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Hoa Kỳ, từng nhận định rằng ông Tô Lâm đã vũ khí hóa chiến dịch chống tham nhũng để vô hiệu hóa các đối thủ chính trị của mình và trong công cuộc đốt lò ở Việt Nam, ông Tô Lâm là người chiến thắng. Phải chăng đó là lý do vì sao ngày 4 tháng 5, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô bất ngờ thanh minh khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo Tổng Bí Thư về một số vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo Tổng Bí Thư đã khen ngợi Bộ Công an quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Vẫn theo Trung tướng Sô, Tổng Bí Thư còn yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn, theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này cho thấy Bộ Công an của Tô Đại Tướng đang cố gắng chứng minh với công luận rằng những sáu trộm lớn trong nội bộ đảng gần đây đều làm theo chỉ đạo của Tổng Bí Thư và không có chuyện mưu toan tranh quyền độc vị với tổng trọng và đây là hình tổng trọng không giấu diếm tham vọng tiếp tục là tổng bí thư nhiệm kỳ thứ tư nhà phân tích nguyễn anh tuấn và một số nhà quan sát cho rằng những diễn biến vô tiền khoáng hậu đang xảy ra nằm trong âm mưu của bộ trưởng công an tô lâm bằng việc loại bỏ những đối thủ tiềm năng để rồi sau đó chiếm lấy chiếc ghế tổng bí thư siêu quyền lực vào đại hội 14 giả thuyết trên dù nghe rất hấp dẫn song thiếu những căn cứ vững chắc chẳng những không phải là đạo diễn, Bộ trưởng Tô Lâm còn có thể bị buộc phải thủ vai chính vào hồi sau cùng. Bài viết nhiệm kỳ thứ tư của ông Trọng và số phận ông Tô Lâm của nhà quan sát chính trị Nguyễn Anh Tuấn đã đưa ra một số bình luận đáng chú ý như sau. Theo ông Tuấn, có ý kiến cho rằng chính ông Trọng mới là đạo diễn cho toàn bộ vở kịch nhiều tập này. Dù được che chắn kín đáo, song vì ông Trọng là chủ mưu giấu mặt, vẫn để lại những dấu vết tại Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 năm ngoái đó là những vụ thanh trừng này có mùi của Tổng cục 2 rất rõ, với chức năng làm công tác do thám và nắm hồ sơ cán bộ lãnh đạo chiến lược. Tổng cục 2 hẳn không lạ gì vì các quan chức cấp cao tham nhũng. Vì sao những sai phạm không được đưa ra từ sớm để ngăn chặn những nhân sự này thăng tiến ngay từ đầu mà lại để đến tận 13 năm sau trong trường hợp ông Thưởng hay cũng cả chục năm sau như trường hợp ông Huệ? Câu trả lời đơn giản là vì người nắm quyền tối cao tổng trọng muốn như vậy hồ sơ đen lúc nào cũng được tổng cục 2 để sẵn, chỉ cần được bật đèn xanh là sẽ tung ra. Và ai có quyền bật đèn xanh ngoài tổng bí thư? Và đây là hình tổng trọng tin vào hậu thuẫn của mình. Sau những xáo trộn chưa từng có tiền lệ trong nội bộ đảng vừa qua, lúc này đảng cần một con dê tế thần để xây lại tình đoàn kết trong nội bộ. Và thế là ông Tô Lâm đã bị họ gài bằng truyền thông để trong mắt dư luận trong và ngoài đảng Ông trở thành một kẻ vì tham vọng quyền lực cá nhân mà thanh trừng đồng chí. Bởi vậy, có thể cho rằng việc ông Huệ, ông Thưởng và ông Phúc bị loại và khả năng tiếp theo sẽ là ông Tô Lâm nhằm mở đường cho nhiệm kỳ thứ tư của ông Trọng. Như vậy, ông Trọng sẽ thẳng nhiên bước vào nhiệm kỳ thứ tư, không phải với tư cách của một kẻ tham quyền cố vị mà là trong tư cách vị cứu tinh của Đảng. Bằng cách này, ông Trọng sẽ đạt được mục tiêu tối hậu là cầm quyền suốt đời mà không bị điều tiếng tham quyền cố vị từ cả dư luận trong đảng lẫn ngoài đảng và cả dư luận quốc tế. Điều duy nhất mà ông ái ngại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ngồi tiếp nhiệm kỳ tổng bí thư thứ tư vì sao tổng trọng ăn ốc nhưng tô đại là kẻ đổ vỏ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới